Để chúng ta trồng để tiết kiệm 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng thì bà con chúng ta có thể đến với lô sầu riêng Thái này. Nhiều quý bà con chúng ta quan tâm về cây sầu riêng lỡ. Thực sự ra Hằng Anh nếu mà muốn trồng cây sầu riêng, Hằng Anh cũng sẽ chọn những cây lỡ lỡ như thế này, dù biết giá tiền nó sẽ cao hơn chút xíu tại vì nhà vườn người ta nuôi cho mình mà nhưng mà nó tiết kiệm được cái thời gian và cũng như là sức đề kháng của cây đã được hình thành. Và cách nuôi cây giống lỡ của nhà Willow Farm lại rất là khác biệt ở chỗ là khi Hằng Anh vô bầu là Hằng Anh lúc nào cũng xoay á bà con, cũng xoay cái bầu để cho cái rễ cây khi mà nó có ra thì nó không có bị dính xuống cái đất mẹ, cái khu vực mà mình để cây á. Như vậy thì nó sẽ tự phát triển ở trong vòng vòng ở trong cái rễ của nó thôi. Và cây này bà con thấy Hằng Anh cũng nuôi tầm khoảng 8-9 tháng, gần cả năm thì mới có được những cái cây sầu riêng Thái đẹp như thế này. Và toàn bộ cây này đều chia tán dù hết như quý bà con, và tược đọt đang phát triển rất là mạnh. Số lượng của lô này Hằng Anh có tầm khoảng là 1.000 cây thôi quý bà con, và Hằng Anh cũng ưu tiên cho những khách hàng của Willow Farm mà đã trồng và muốn dặm lại những cái cây mà nó đang gọi là đang không có được khỏe trong vườn của mình đó, hoặc là một số quý bà con chúng ta muốn giao lưu một số cây để chúng ta trồng để tiết kiệm 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng thì bà con chúng ta có thể đến với lô sầu riêng Thái này. Và bà con có thể quan sát là lô sầu riêng Thái này đó là cái chọt của nó phát triển rất là mạnh bà con. Cái bo, Hằng Anh gọi cái chọt hay còn gọi là cái bo bà con coi nè. Cái bo này nó rất là liền lạc với cái gốc cây, và khi mà tuyển chọn cái gốc để Hằng Anh nuôi đó, Hằng Anh cũng gọi lựa những cái gốc sầu riêng gọi rất là VIP. Bản thân là nó rất là VIP ở trong cái nhóm sầu riêng khi mình ghép rồi. Rồi sau đó mình nuôi thì nó mới ra được tược đứng và tàn dù như thế này. Cũng có cây là cao 1m6 cỡ quanh, cũng có cây là cao vượt trội hơn 1m7, 1m8. Nói chung bàn tay cũng có ngón ngắn, ngón dài mà. Nên nó là có bạn thì cao vọt, có bạn thì cũng hơi vừa thấp, nhưng mà nó chung là một lô đó quý bà con. Và số lượng thì cũng rất là ít thôi, nên nếu quý bà con mà cần những cái hàng cây giống lỡ để mà chúng ta có thể là tiết kiệm, một là tiết kiệm thời gian, hai là chúng ta dặm lại những vị trí mà chúng ta đã trồng mà nó không theo kịp những anh em bạn bè của nó trong vườn, thì bà con chúng ta có thể chọn những cái cây giống này. Và Hằng Anh có hai loại chủ lực, đó là sầu riêng Thái và sầu riêng ri. Và sầu riêng ri thì rất ít, sầu riêng Thái thì nhiều hơn cả. Nhớ quý bà con, tại năm nay thì Thái lên ngôi nên trước đó thì Hằng Anh cũng đã nuôi Thái nhiều. Rồi, mời quý bà con chúng ta cùng theo chân Hằng Anh để tham quan một vòng nhé. Thì dĩ nhiên Hằng Anh cũng có làm những cái cây sầu riêng nhỏ, như là đây là sầu riêng Musakin, sầu riêng ri 6 đó, để mà đang nuôi cho quý bà con hết luôn á, đang nuôi cho quý bà con hết đó. Sầu riêng ri 6 bà con thấy không, nguyên một cái lô rất là nhiều, khu vực này là chuyên nuôi sầu riêng. Còn sầu riêng lỡ thì nằm phía bên này. Hàng như cái cây này thì nó cao tầm tầm thấp hơn cỡ Hằng Anh xíu, cỡ 1,5 m, thì đây là em út trong nhà. Nhưng mà nói chung là cây nào cũng vậy, đều là chia tán đẹp đẽ hết bà con ha. Nhìn tược đọt phát triển rất chi là mạnh luôn đó, nút như vậy đó. Sắp cũng rất là đều nha quý bà con. Rồi ở trên này thì Hằng Anh cũng tản thưa ra. Và số lượng trong này thì cũng đã giao đi, cũng đã gọi là làm dấu hết rồi để giao đi rất là nhiều rồi quý bà con. Này rất là nhiều khách hàng người ta cũng thích loại này. Nếu mà nói về cây lỡ thì ở trong này Hằng Anh có thêm cho quý bà con chúng ta là cây táo Thái lỡ. Nhiều quý bà con hỏi Hằng Anh là có cái cây nào trồng về để vui không, là Hằng Anh nói có cây táo Thái lỡ, nhưng mà Hằng Anh sẽ đến với quý bà con chúng ta trong một cái video về cây táo Thái lỡ sau nha. Còn giờ chúng ta tiếp tục ngắm nhìn cây sầu riêng Thái lỡ đi ha. Cũng Thái nè, mon thon Thái nè quý vị. Đây mon thon Thái nha, rất là dễ thương, rất là đẹp, rất là xịn sò, tược đọt phát triển rất là mạnh luôn nha quý bà con nha. Phát triển rất là mạnh. Đấy, bà con chúng ta có thể quan sát và bà con thấy nè, những cái lô hàng của Willow Farm khi bà con chúng ta lựa chọn đều được bông lại, đều được bông lại và có cái bảng nè, đã bán. Đấy, bà con thấy không? Có cái bảng đã bán để đảm bảo là hàng bà con chúng ta tuyển chọn hoặc là đã cam kết với quý bà con chúng ta hàng này hàng lắc thon thì là sẽ có hàng để giao hàng cho quý bà con chúng ta. Hàng ngoài đây cũng vậy nè, mấy đứa nhỏ nó đã bông lại hết rồi nè. Đó, sầu riêng Thái. Hàng này là hàng một cơ đọt mà nó ha. Tốc độ phát triển cũng rất là khỏe, rất là mạnh. Mà cái để mà ra được những cái cây sầu riêng Thái mà khỏe mạnh giống như bên kia, Hằng Anh đâu bao giờ Hằng Anh chuyển chọn gốc cỡ này. Hằng Anh phải tuyển chọn cái gốc nó phải to hơn cái gốc này nữa. Phải to hơn cái gốc này nữa thì mới nuôi ra được những cái cây mà tược đứng tàn dù phía bên kia nha quý bà con nha. Nên nếu quý bà con chúng ta thích cây sầu riêng Thái hàng lỡ như vậy thì bà con chúng ta có thể alo Willow Farm sớm để mà có được những cái cây khỏe mạnh cho vườn của mình nha quý bà con nhé. Xin chào quý bà con và hẹn gặp lại.